Trở lại với kênh YouTube của mình là Thảo Diệp. Video hôm nay là một video chào mừng ngày trở lại trường học với top 5 son bóng xinh xỉu úp xỉu đau luôn mà giá cũng vô cùng yêu thương nữa. Không chần chờ chi ha, chúng mình bắt đầu ngay thôi. Top 1 sẽ mở màn với em son MZ The Watering Duty mã màu WD4 màu đỏ ánh cam. Đây là em son thiên lì bóng bẩy cung cấp độ ẩm cao cho môi. Với thiết kế góc cạnh vuông vức cho nên là cầm khá chắc tay. Vỏ son trong suốt, thanh lịch giúp cho chúng mình có thể dễ dàng quan sát được lượng son và màu son ở bên trong. Tuy nhiên thì về phần miệng son khá to, cho nên là sau khi dùng xong các bạn nên đóng nắp liền để tránh son bị ngã và đổ ra bên ngoài nhé. Cọ son xốp miệng nhẹ nhàng lướt trên môi, Thảo chọn tông màu đỏ cam cực kỳ trẻ trung và đáng yêu. Em này tô càng chồng nhiều lớp thì màu sẽ càng rực rỡ, cho nên các bạn chỉ nên đánh một lớp mỏng để đi học thôi nha. Chất tin của em này bám rất chắc nên sau khi ăn uống lớp bóng sẽ trôi đi và để lại một lớp tin màu đỏ hồng rất dễ thương. Tiếp theo, em số 2 sẽ là em son Color Key dòng Eye Cream Mirror Lip Gloss. Đây là một hãng son nội địa Trung siêu hot hit gần đây. Chất son phản chiếu như gương, lấp lánh như thủy tinh với mùi hương trái cây ngọt liệm. Chắc chắn sẽ làm bạn si mê ngay từ lần đầu cầm trên tay luôn. Thân son được thiết kế thun dài làm bằng nhựa cán mờ. Phần nắp son có hình một que kem nhỏ vô cùng dễ thương. Thảo chọn em này với mã màu P27 với tên gọi đào băng giá. Trái ngược với MZ rực rỡ lúc nãy thì đây là một tông màu hồng MLBB vô cùng ngọt ngào. Khi tô một lớp mỏng lên môi, sắc son tiệp hẳn vào môi trông thật vô cùng tự nhiên luôn. Tiếp tục mình tán chồng thêm một lớp nữa thì môi càng lấp lánh và căng mọng hơn. Đây chính là một sự lựa chọn không nên bỏ qua cho dịp back to school này đó nha. Màu này không kén da chút nào đâu, nên là chúng mình cứ mạnh tay mà chốt đơn ha. Tiếp tục với em son thứ 3 với tên gọi Nucadamia màu nâu cam đất. Đây cũng là một màu MLBB Must Try luôn đó. Em này đến từ thương hiệu Roman dòng Juicy Lasting Tint. Chất son của dòng này thì không cần phải bàn cãi nữa rồi. Bạn nào xài qua thì cũng biết là son của nhà Roman đỉnh đến như thế nào rồi phải không? Chất son bóng ngọt ngào lướt nhẹ nhàng trên môi, bao phủ toàn bộ rãnh môi giúp cho đôi môi căng bóng và xinh xắn hơn. Em này thì phù hợp với mọi tông da luôn. Màu son này giúp cho khuôn mặt trông hồng hào, tươi tắn hơn nhé. Màu son thứ tư mà chúng mình không thể không nhắc đến từ nhà Bia Glow Lip Tint màu 001 Chai màu cam đào. Chất son với kết cấu bám chặt trên môi mà không gây cảm giác nặng môi. Em này khi đánh lòng môi thì xinh lắm, kiểu phớt cam vô cùng tự nhiên luôn. Chú ý là màu này sẽ làm da hơi bật một chút xíu cho nên là chỉ phù hợp cho những bạn có nước da trắng mà thôi. Và em son thứ 5 cũng là em son cuối cùng đến từ nhà Yukis. Đây cũng là một hãng nội địa Trung luôn. Em này thì về thiết kế không xịn bằng bốn em kia đâu, nhưng bù lại thì chất son rất là ok nhé. Kiểu vẫn là son bóng nhưng độ bóng thì ít hơn, cho nên là khá phù hợp với các bạn chỉ muốn bóng nhẹ nhàng và sương sương thôi ha. Thảo chọn màu 107 là một tông màu hồng pha chút đất, màu ngọt đốm gục tiên của mình luôn đó mọi người. Em này thì cũng để lại một lớp tin hồng nhạt và càng chồng nhiều lớp thì lớp màu sẽ càng lên đậm, cho nên là mọi người nhớ lưu ý chỉ đánh một lớp mỏng để đi học để tránh bị thầy cô để ý nha. Bây giờ thì chúng mình cùng điểm lại 5 màu son lại một lần nữa và cùng ngắm lại các hình ảnh mà Thảo đã test son trên môi. Thảo hy vọng sau video này thì mọi người có thể dễ dàng chọn được ít nhất là một màu son ưng ý cho dịp trở lại trường này. Link sản phẩm tham khảo thì Thảo có để ở bên dưới phần mô tả của video để mọi người có thể nhấp vào mua nha. Video đến đây thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ bấm like và chia sẻ video này cho các bạn của mình cùng xem nữa nha. Nhớ đừng quên theo dõi và bấm chuông để đón xem thêm nhiều video của Thảo nữa ha. Chúc các em có một mùa tụ trường đầy niềm vui và một chặng đường học hành thật suôn sẻ. Còn bây giờ thì bye bye.